Hi, chào các nhà, chào mừng các bạn đến với lại kênh Nhân Phát Computer. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì mình có ở bên cạnh tay phải mình là có một bạn khách mời rất là nổi tiếng ở kênh Amtech Studio, bạn Hưng PL420. À, ok. Cái chủ đề của ngày hôm nay thì nó sẽ là rất là theo trend, tức là nó xoay xung quanh vào nền tảng AMD 7 series và Intel Gen 13 mới nhất. Vì hai cái nền tảng này là rất nhiều người thắc mắc. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái câu chuyện về RTX 4090 về độ ăn điện, hiệu năng các thứ. Và nó cũng gần như cái câu chuyện là tương tự như chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề AMD và Intel. Cùng mình và Hưng đi vào chủ đề trực tiếp nhé. Thì như các bạn thấy trên tay mình là Ryzen 7 7700X và Core i9 13900K. Thì đây là đại diện cho một vi xử lý ở phân khúc trung cấp và một vi xử lý ở phân khúc cao cấp cho đội đỏ và đội xanh. Tuy nhiên lý do vì sao mà mình lại cầm 7700X và Hưng lại cầm 13900K thì nó liên quan đến cái vấn đề hiệu năng và độ ăn điện. Và những cái vấn đề xoay xung quanh việc tiêu thụ điện năng, cách thức sử dụng, cách thức tối ưu về hai nền tảng này. Thì cách đây ít hôm mình với Nam có làm một ca livestream về trình diễn việc là Intel Gen 13 có nóng như lời đồn hay không, có phải là quả bom ăn điện hay không. Và mình đã show ra cho các bạn thấy là những cái gì mà chúng ta có thể tinh chỉnh trong BIOS để cho cái mức độ điện năng tiêu thụ của Intel Gen 13 và 13600K nó giảm như nào. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ xoay quanh đặt các câu hỏi. Là ví dụ bây mình nói luôn là câu hỏi thứ nhất là về mặt hiệu năng để mọi người đọc review. Thì với ở trong 7700X điểm Sanel Band thì rơi vào khoảng loanh quanh 19-20 điểm tùy bộ mạch chủ và cách tối ưu. Còn 7900X thì lại khoảng 29-30 ngàn. Đúng rồi. Và cuối cùng là 7950X thì nó lại rơi vào khoảng 39-40 ngàn tùy vào bộ mạch chủ cách thiết lập. Thì tương tự các câu chuyện về Intel Gen 13 cũng tương tự. Thì 13600K thì cái hiệu năng lại loanh quanh rơi vào khoảng 23-24.000 điểm Siren dài 3. Và 13700K thì nó lại cũng loanh quanh khoảng 29-30 ngàn. Và cuối cùng là Gen 13 i9 13900K cũng loanh quanh 39 hơn 40. Thực ra nó đúng đúng chuẩn nhá. Trên BIOS của Codabec hiện tại là sấp xỉ 41.000 điểm. Tức là nó liên quan đến việc hãng nó thiết lập tối ưu BIOS như nào thì điểm số được cao hay thấp. Và như mình nói là như anh nó loanh quanh khoảng 39 hơn 39 cho đến 41.000 tùy bộ mạch chủ. Nhưng mà anh vừa rồi anh nói về hiệu năng, còn nói về điện năng tiêu thụ thì Hưng có thể cho biết thêm thông tin về những cái dòng vi xử lý nào? Nói chung về điện năng tiêu thụ thì tất cả những cái dòng vi xử lý kể cả ở AMD hay là Intel bây giờ nó đều gặp một cái vấn đề, tức là hiện tại phần lớn những cái bo mạch chủ nó đều bơm cái mức điện vượt so với cái nhu cầu thực tế của những cái dòng CPU này. Đấy, ví dụ như là vừa nãy mình có được test một cái con 13700K, nếu như mà anh em mở hết toàn bộ power limit lên, tức là cái thông số nó sẽ hiện trong BIOS là 4096W ấy, thì một con 13700K nó ăn đến tầm 280W khi mà mình chạy Cinebench. Và nếu như anh em chạy những cái bài test nặng hơn, ví dụ như lúc nãy mình có thử chạy White Cruncher, Small NFT thì mình cũng có chụp hình cho gọi là anh em ở An Phát xem đấy, thì con số nó là 300W. Nhưng quan trọng 300W để làm gì khi mà xung nhịp của nó thì vẫn thế. Đó, thì cái vấn đề là gì? Anh em mình khi mà tối ưu máy á, phải tìm được một cái mức điện vừa đủ để con CPU nó có thể hoạt động tối đa ở cái xung nhịp gọi là default của nó. Còn nếu như mà anh em đã quyết định á, là mình sẽ bơm thêm điện vào và mình sẽ cải thiện thêm về cái gọi là cái hệ thống tản nhiệt á, thì mình phải đẩy được xung nhịp cao hơn với mức default. Thì đến lúc đấy á, cái vấn đề là con CPU nó nóng thì kệ nó, nhưng nó giải quyết được công việc cho mình tốt hơn. Còn nếu như anh em chỉ để mức xung default nhưng lại để mức ăn điện nó gọi là nó dư thừa như thế thì vô hình là thậm chí hiệu năng nó còn thấp hơn nữa. Cái đặc điểm chung của AMD và Intel đời này ấy, là giống nhau là chỗ gì? AMD lại tự động với các phiên bản BIOS bây giờ nhá, tự động auto nhồi điện cho đến mức điện TGMAX là 95 độ. Đúng rồi. Dù chúng ta có cắm 7700X, 7900X hay 7950X thì với tản nhiệt khủng thì nó cũng chỉ là đến lúc mà loát nặng thì nó sẽ auto đến đúng ngưỡng 95 độ thì nó ngừng. Còn với Intel thì nó loát lên cái bức watt khủng khiếp, tức là trên 300-350W và 400W vào tùy bộ mạch chủ. Tức là cả hai đều gây ra hiện tượng là gì? Nóng vượt ngưỡng. Đúng rồi. Nhưng mà ngưỡng của
Intel và AMD nó lại khác hoàn toàn. Đúng cái rồi. Cơ chế của AMD ban đầu là bơm, còn cái này là do ban phiên bản ban đầu là các phiên bản BIOS ấy, nó chưa tối ưu thì nó cũng bơm điện theo kiểu ấy. Thì cả AMD và Intel đều có một cách thức giống nhau là chúng ta đợi các bản BIOS. Với phiên bản BIOS của AMD nhé, như B650E Stellarizen hôm trước trong cái hội thảo, trong cái workshop của Johan Phát tổ chức ấy, là về bên nâng tầm hiệu năng, ép xung cực đỉnh và tối ưu hóa tiềm năng của AMD bản X3. Thì anh Lê Duy Thanh có trình diễn cái việc mà sử dụng cái phiên bản BIOS mới nhất trên B650E Stellarizen. Và trong cái mục BBO, chúng ta nếu trước khi cả ba phiên bản BIOS khác ấy, sẽ không có mục tùy chỉnh vào cái mức BBO theo mức nhiệt độ. Tức là bình thường nó sẽ rất là auto và enable BBO. Nhưng trong đấy chúng ta có mục là gì? BBO 85 độ C trừ đi 200mV. Rồi sau đó là BBO 75 độ C trừ đi 300mV chẳng hạn. Thì người dùng lúc này chỉ việc là vào BIOS thiết lập, tuy nhiên là theo phiên bản BIOS mới ấy, thì anh Thanh trình diễn ấy, thì chúng ta thấy là với 7700X tại cái workshop để default rơi vào khoảng 19.500 điểm sang ở bên dưới 23. Nhưng mức nhiệt độ lên đến 95 độ. Tuy nhiên sau khi điều chỉnh BBO, điểm số cũng tương tự nhưng mà nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 84 độ. Đấy. Đó là cái vấn đề mà và độ ăn điện thấp hơn. Thấp hơn. Chỉ khoảng 145 W. Còn kia là khoảng 100, anh nhớ nhầm là 162 W. Thì dù là sự chênh lệch đáng kể và hiệu năng hầu như là không thay đổi. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là mát hơn. Và lúc này cái vấn đề chúng ta sẽ lựa chọn là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là cái tán nhiệt nào tối ưu hơn cho AMD Ryzen 7 hay Ryzen 7C. Và đây là vấn đề rất nhiều người thắc mắc. Ôi giời ơi, nóng quá. Nhưng thực tế là có nóng hay không? Và cái câu chuyện của Intel Gen 13 như chúng ta thấy đây. Ban đầu có rất nhiều luồng thông tin BL4 20W rồi xong rồi 400W. Thậm chí có thanh niên sau khi listing xong lại làm clip short. Nóng quá. Thực ra thì đến lúc mà tech bao up hay các trang tin đưa ra cũng đều nóng. Cái này đúng. Nóng là vì mọi người test theo mặc định. Và họ đều cho ý kiến là cũng giống như anh nói ấy, bấm điện, nhồi điện, đúng rồi. Nhồi điện. Nhưng mà chúng ta có nhiều cách tinh chỉnh. Cái tinh chỉnh thì đối với nhiều phiên bản BIOS thì hay của các bộ mạch chủ, cách đơn giản nhất là chúng ta điều chỉnh cái mức độ power limit. Chúng ta điều khí cái giá trị load line, calibration, cái đồ trụ xuyên điện áp. Dạ vâng, đúng rồi. Vì đồ gọi là cái BIOS mà có LLC tốt thì nó sẽ khống chế cái độ trụ sụp điện áp nó thấp. Đúng rồi. Thì đương nhiên nó sẽ ít, nó sẽ làm ổn định hơn và nó cái độ gọi là ăn điện nó giảm thiểu. Đúng rồi. Ngoài ra thì một bước nữa là chúng ta điều chỉnh volt. Nếu mà một người không biết gì về kiến thức tinh chỉnh, chúng ta có tùy chỉnh về chế độ fix mode. Em có thể là cho anh biết là ví dụ 13700K này em điều chỉnh ở chế độ fix mode thì nó về khoảng bao nhiêu watt mà điểm số nó vẫn cao. Lúc nãy thì do là thời gian thì em chưa có nhiều, nhưng mà hồi nãy em điều chỉnh volt về chỉ tầm, theo em nhớ là tầm 1.275, 1.3 gì đấy, so với mức default là theo như em nhìn ở trong phần mềm mà Hardware Info nó phải nhảy lên tầm 1.45. Tức là nó hạ xuống rất là nhiều. Và điểm số thì nó vẫn y chang, thậm chí là cao hơn. Bởi vì khi mà để BIOS ở mức default á, thì con CPU nó bị thermal throttle, là nó bị quá nhiệt và nó lại hạ xung xuống. Còn khi mà hạ điện xuống thì xung nhiệt nó giữ yên từ đầu đến cuối của cái bài test luôn. Đấy. Nếu mà như anh thấy 13700K theo kinh nghiệm mà anh thử ấy, thì hiện tại mức watt tối ưu nhất tùy bộ mạch chủ, nhưng mà ngưỡng trung bình là khoảng 230W. Đúng rồi, hồi nãy em và xét mức là volt là khoảng 1.24. Đó là theo cơ chế fix mode. Hoặc là nếu mà con nào cùi hơn là 1.26. 13900K thì cũng hơn một chút. Chúng ta để khoảng 1.27, 1.28. Và chúng ta để giá trị BL khoảng 285W. Còn 13600K thì lại tương tự như vậy. Chúng ta để 160W giá trị power limit. Và mức volt là chúng ta có thể upset theo kiểu là 0.1 tùy vào bộ mạch chủ. Có những bộ mạch chủ thì upset nó tốt, nếu có những bộ mạch chủ mà cái khả năng upset không tốt thì nó sẽ là làm đẩy volt lên. Tức là tùy vào cơ chế set của từng bộ mạch chủ mà chúng ta có thể sử dụng fix mode hay upset nhé. Thì fix mode cũng tương tự. Đúng thì rồi. Chúng ta thì tầm 1.22 là nhiệt độ nó giảm rất nhiều. Đúng rồi. Và độ ăn điện nó giảm cực kỳ nhiều. Đúng rồi. Còn đối với AMD, AMD thì chúng ta hoàn toàn có thể, nếu để mặc định thì đương nhiên là nó cũng hiệu năng nó cũng được khoảng 95%. Nhưng nếu mà chúng ta set BBO tốt hơn, tối ưu hơn thì như anh vừa nói, có những phiên bản BIOS thì chúng ta sẽ, cái này là lúc mà mình
thì chúng ta sẽ có những cái ảnh minh họa. Thì chúng ta chỉ việc vào BIOS set lại. Ừ. Và cực kỳ tối ưu và rất là nhanh chóng. Và thực sự là cái thao tác bây giờ nó rất là đơn giản. Ừ. Và như em từ trước đến giờ thì nói chung là một người rất là mê Fsung. Và cái kiểu Fsung của em là Fsung để có thể sử dụng gọi là daily trong thời gian dài. Thì thực tế là những cái dòng CPU bây giờ cái xung nhịp default của nó quá cao rồi. Và thực sự cái headroom để Fsung nó rất là ít. Cho nên không Fsung. Đúng rồi, cho nên là bây giờ gọi là mình sẽ đi ngược lại, là mình sẽ giảm điện đi và để nó chạy cái mức xung default ở cái mức điện thấp nhất có thể. Đúng chuẩn ra thì nếu mà cái khoảng không mà ép xung tiềm năng ấy, nó lại phải là những cái hệ thống như nitơ lỏng mà hôm trước đúng rồi thì đấy. Mà nitơ lỏng thì không dùng daily được. Đúng rồi, không dùng daily được. Nếu mà sâu ra là cái giới hạn gọi là cực đại của V-Sleep. Đúng rồi. Và cái việc mà chúng ta đang nhầm lẫn giữa ép xung nữa là tăng xung nhịp, nhưng thực ra ép xung là một bộ môn về tối ưu hóa hệ thống. Ừ. Trong đó việc mà chúng ta có thêm xử lý bằng cái việc mà giảm vôn này, tối ưu hóa bằng nhiều kiểu như là offset này, adaptive mode này, VF rồi VF vôn các thứ, nó rất nhiều kiểu để mà làm cho hệ thống ổn định hơn, đúng rồi, mát hơn, hiệu năng thậm chí là cao hơn. Và anh thì anh chưa dùng con Apex, thì hiện tại con Apex ở Việt Nam thì có anh Thanh cầm thôi. Mà anh hôm trước anh vừa chia sẻ lại với anh là cùng một con Cebu, nếu mà sử dụng trên MSI Z790 Tomahawk và Z790 Apex thì nhiệt độ hai con chênh lệch nhau 20W default. Rất là nhiều. Apex giảm 20W và điểm số lên sắp xỉ 41 điểm, à 41 ngàn điểm. Trong khi con Tomahawk đợt trước test thì khoảng 40,3 ngàn điểm. Tức là chênh lệch rất nhiều mà, giảm 20W mà điểm còn cao hơn nhá. Có nghĩa là gì? Cái sự khác biệt là giữa cái bộ mạch chủ xịn, có VRM tốt, chất lượng linh kiện tốt, BIOS nó xịn thì nó sẽ giảm rất nhiều. Đúng rồi. Do đó những cái tester ở Việt Nam họ cắm trên các cái bộ mạch chủ tầm trung cấp, phiên bản BIOS chưa được tối ưu thì đương nhiên là câu chuyện nó sẽ khác. Chúng ta lại quay chuyện bàn luận về câu chuyện VRM của các bộ mạch chủ Z790 và X670 và AMD X670 và V650E. Thì mình thấy là gì? Đối với lại 7900X là khoảng 190W. 7950X là khoảng 230W. Đúng rồi. 7700X là khoảng 150W, 145-150W. Thì chúng ta nhìn lại câu chuyện ở đây là gì? Tại sao cái mức watt điện như vậy mà các hãng lại phải trang bị các cái VRM khủng như thế với layer rất là cao? Đúng. Hãy nhìn những AMD thế hệ này, hầu hết là 8 layer và VRM 16, 16 20, 18, 20 mà với cái chất lượng power step cực kỳ chất lượng. Đúng rồi, 90A, 100A, 60A, 90A, đối với bộ mạch chủ mà anh gọi là phân khúc thấp hơn ngày xưa là 60A. Mà em thử hiểu là 60A là ngày xưa ngang với lại các cái bộ mạch chủ cao cấp. Đúng rồi, của X570. Mà cái chuyện làm đây là gì? Mà có một cái nghịch lý là như này, là các fanboy của AMD lúc nào cũng tôn thờ cái con vi xử lý của mình là rất là tiết kiệm điện này. Nhưng mà đến lúc gì các hãng lại sản xuất một cái VRM rất là khủng, xong lại càng bơm điện thật là nhiều để con CPU nó chạy lên 95 độ. Thế tức là cái vấn đề là AMD họ có đúng là họ chỉ quan tâm đến cái vấn đề tiết kiệm điện không, hay là họ chỉ muốn làm một cái hiệu năng tốt nhất có thể? Và gọi là em cảm thấy có một phần nào đấy là rất là nhiều fanboy AMD gọi là phải kiểu là em không biết dùng từ như thế nào, nhưng mà đại loại là cảm thấy thương hộ cho hãng như sao đấy thì em không biết. Thực ra thì như đợt trước anh có nói chuyện với một bạn vốn dĩ là nguyên làm giám đốc kỹ thuật AMD. Hai người trao đổi là anh nói luôn là cả AMD và Intel họ đều đến những cái điểm tới hạn của cái, đúng rồi, vi xử lý. Tức là đến một thời điểm nhất định là họ không thể tối ưu được hóa cái điện năng đấy. Tức là lúc nào cũng phải trên 200W hay 300W, cái có giảm tiến trình. Thì khi họ càng nhồi nhiều nhân, nhiều xung như thế, giảm tiến trình nó chỉ là một trong những cái biện pháp để mà thiết kế lại và gia tăng hiệu năng thôi. Nhưng còn mức điện năng là cứu gì cũng phải ở nằm loanh quanh ở cái ngưỡng mà chúng ta đang gặp bây giờ. Đúng rồi. Do đó với AMD thực ra thì mọi người đều cười mình, anh lên mấy forum anh thấy họ hầu hết họ đọc review nhưng họ không test thực tế. Họ cứ đọc review xong họ bảo là hai bên chỉ qua chỉ lại, anh vốn gì mình không quan tâm. Mình thấy họ cứ chỉ qua chỉ lại, nhưng mà mình hỏi là thế cả hai người đã dùng những cái bộ ấy chưa, test thực tế chưa? Thì hầu hết là họ toàn dẫn link review thôi à. Mình báo là bây giờ tôi cũng chơi cả Niter, tôi cũng đã áp dụng cả hệ thống đi AMD thực tế cả hai, tôi đã từng phân tích là khía cạnh. Bản thân AMD bây giờ hiện tại là như con này, thì sau khi tối ưu về 85 độ chẳng hạn, hiệu năng như nhau, thì giá mình khoảng 20W điện. Cứ cho là 145W, 140W đi. Thì anh so sánh với lại 13600K. 13600K hôm trước anh livestream trình diễn, thì sau khi anh tối ưu lại
đang từ 163W điện về 145W điện mà anh chỉ cố khoảng 30 giây anh tinh chỉnh thôi nhá. Yeah. Và hiệu năng như nhau. Thì anh hỏi em là cả hai anh cho là độ ăn điện như nhau. Như nhau. Nhưng mà hiệu suất chúng ta nhìn thấy điểm sai là Benz 23. Đương nhiên 13.600K mạnh hơn. Mạnh hơn. 7.700X. Nhưng mà 13.600K lại chỉ sử dụng D5 Boost. Với một bộ mạch chủ B660 tầm thấp thì tầm 3 triệu rưỡi là có thể là chiến mạnh rồi, đúng không? Nhưng mà AMD thì hiện tại là do nền tảng D55 mình mới giá sẽ cao hơn, rất cao. Và các bộ mạch chủ B60E như B60E Zip Tie hay Pro ZS ấy thì giá cũng phải tầm hơn 4 triệu tí, mình nghĩ là anh nhớ không nhầm 4 triệu mấy cộng với thêm RAM 5 RAM 5 nữa thì vô hình chung nó sẽ làm cho cái thế hệ AMD đợt này thì đúng là cũng rất là khó có thể mà có nhiều cái điểm nhất. Mặc dù rất là mạnh so với thế hệ cũ nhá, so với thế hệ cũ là mạnh hơn rất nhiều đấy. Còn xoay tiếp tục cái câu chuyện là gì, mạch VRM chúng ta nói vì cái cấu tạo thì tại sao khi mà thiết kế về VRM nó như vậy thì giá con mình nó đội lên, đúng rồi, một cái con IC, một cái con bao stack để thiết kế ra cái bộ mạch đấy để linh kiện đấy thì giá nó đắt, cứ một con 1-2 đô đi, nhưng mà hãng người ta bán 1-2 đô và bán theo số lượng, đem về lắp linh rồi xong là hãng phải có lái chứ. Thế là thành ra là cả bộ mạch nó đội giá lên. Và quay trở lại câu chuyện của X570 Z490 ngày trước, một combo mạch chủ Z490 như Aorus Extreme ấy cũng hời đấy, cũng lên 20 triệu và chúng ta hàng ngói là đắt. Nhưng mà đến lúc của Da Qua ra 26 triệu, 27 triệu rồi xong rồi đến lúc các hãng khác 30 triệu, 35 triệu, trầm trồ 40 đấy. Triệu rất 790 bây giờ coi như mà dạng nhạc nhất là như Apex là gần 20 triệu. Nhưng mà các tính năng có thay đổi gì không? Chỉ dành cho những người hardcore. Và Intel lại câu chuyện là gì? Lại bây giờ anh nói luôn, với tất cả cái bộ mạch chủ AMD nhá, anh có thử nghiệm B650E chạy 7950X âm ầm, đúng rồi, thoải mái luôn, để chất lượng frame và layer ấy nó ngon, cho nên là không nhất thiết phải mua X670E để làm gì đối với những cái người mà dùng để làm việc, đúng rồi. Thật sự là mà nói, nếu mà những người nào hardcore lắm thì 3 khe M2, 4 khe M2 hay như nào thì người ta mới cần quan tâm những cái bộ mạch chủ cao cấp có thêm nhiều khe M2 cho thiết kế lên tốt hơn. Nhưng nói chúng ta thì thường là chúng ta chỉ cắm 2 SSD, một cái ổ một hoặc hai ổ cứng, rồi sau đó chúng ta cắm thêm 1-2 VGA, 1 VGA là quá đủ rồi, hầu như là vậy. Còn những bạn nào dùng AI thì người ta mới dùng 2 hoặc 3-4, thì lúc đó chúng ta bàn những câu chuyện khác, nhưng phần đông là vậy đấy. Okay. Anh nói với em là bây giờ em cho anh xem là cái đám này dùng bên nào ngon nhất đấy. Nếu mà em thấy như là kể cả Core i9 như lúc nãy anh có chia sẻ là tầm 200, nếu mà mình tối ưu lại tầm 285W đổ lại thì gần như em thấy tất cả cái bọn mà cái đám gọi là Z690 thậm chí là đời tầm thấp thôi nó cũng đã cân rất là tốt rồi. Cái đúng đấy. Anh có thử thì mấy con Z690-B đúng hoặc là thứ mà khi mà chạy mà với nhiệt độ phòng khoảng 26-27 độ ấy. Đúng rồi. Chạy 253W mà khi mà anh chạy test 10 phút rồi 23 nó nhiệt độ khoảng 70 độ thì đấy, 75 độ. Tức là và nó, em hay dùng một cái ví dụ này để nói về VRM của các dòng main bây giờ là các bạn đang cầm một con main dòng mainstream nhưng với cái dàn VRM thậm chí còn khủng hơn những con main TRX 40 cao cấp trước đây. Và mà anh em biết là những cái con CPU Threadripper, ví dụ như là mình đã từng tune một con 3990X chạy tầm 450W package power đấy. Trên một con main rất là cùi là con TRX 40 XE thôi. Là một con rất là cùi, VRM rất là cùi luôn và chạy vẫn hoàn toàn ổn định bình thường. Cho nên là anh em mới hiểu là những cái dòng này khi mà nó chỉ ăn tầm trên 200W với mà anh em kẹp vào những cái dàn phi 20 cộng 2 power set 110A thực sự là rất là phí luôn. Thường là như anh nói hôm trước là cũng cần tổng cái dòng cấp cho cái mạch VRM khoảng 800A và 6 layer là chạy ngon. Ok. Quá thừa rồi. Tại vì anh test thực tế là đo mạch nhiệt độ, thực ra là cái mạch VRM của bộ mạch chủ chúng ta sẽ phải đo hai mặt, mặt trên và mặt dưới. Mặt dưới là cái lớp nhiệt nó sẽ xả sau PCB. Tuy nhiên mặt trên nó cũng sẽ thể hiện là chính xác vì là nó xả hai bên tí. Một là khu vực hép sinh, hai là khu vực chốc xung quanh cái phần tụ, phần chốc mạch VRM á. Thì cái điểm nó nóng nhất. Với con tụ mà 105 độ mạch VRM chúng ta đo lên đến 100 độ, 120 độ thì tụ nó sẽ là giảm nhiệt độ, tức là giảm tuổi thọ tụ đi và nó sẽ ảnh hưởng. Thì anh đo mực nóng nó có tầm 75 độ khi mà ở 300W đối với nhiều bộ mạch chủ như là Aorus Elite này, Tomahawk này, hoặc là Asics thì na ná nhau ấy. Nó chỉ chênh lệch vài ba độ không đáng kể.
Đấy. Còn như anh vừa rồi test con Z790 Stullison, anh test ở 235W, có 58 độ nhiệt độ phòng, nhưng nó không khóa mát chi nào. Và có một cái vấn đề về VRM em thấy nhé, tức là các hãng họ dùng VRM nhiều thì càng nhiều VRM thì về lý thuyết là nó sẽ càng mát đúng không? Nhưng mà có một cách rất là rẻ tiền, rất là dễ, là họ chỉ cần làm hai cái fan thổi thẳng vào VRM chuẩn luôn. Mỗi và ít VRM thôi. Đi hai cái fan, chi phí sản xuất tất cả mọi thứ đều rẻ hơn so với việc anh em ép thêm phây vào, và cái hiệu quả của nó gần như nó tương đương nhau, và anh em sẽ phải bỏ ra một cái số tiền gọi là theo như mình là nó sẽ ít hơn tương đối nhiều so với cái chi phí mà anh em phải bỏ ra mua main ở thời điểm hiện tại. Thì anh thấy là các hãng này người ta chỉ cần lắp thêm cái gọi là ốc bắt ấy. Để cho người dùng người ta có thể lắp thêm được cái quạt vào là giải nhiệt nhanh nhất. Để anh lấy luôn phần mềm thì nhanh này. Đây, ví dụ đi nha. Chỉ cần bắt thêm cái đầu sáng tạo làm sao cho cái khu vực cái xình này lắp thêm được cái quạt này thôi. Đúng rồi. Thổi đây xíu này, hoặc thổi hai vòng vòng, hoặc là cái phần trên đây này. Mà nó cực kỳ hiệu quả luôn á. Quá nhiều. Nó cực kỳ hiệu quả. Em để ý Adrock ngày trước là họ thiết kế là lắp quạt tại khu vực này. Đúng rồi. Mà họ quảng cáo là mát được 20 độ. Đấy. Ví dụ như cái con mà TRX40 Tay Chi em được vọc, đây là cái fan, có hai cái fan ở trên đây này. Thổi thẳng xuống. Mát cực kỳ luôn. Đây là bộ mạch tầm trung của X670 mà nó cái khu vực này xin là nó nạt kinh. Hey, phây thì nhiều, phây thực ra chúng ta không thể nhìn số phây chúng ta đếm được. Chúng ta phải nhìn cái IC rồi xong rồi chúng ta thiết kế cho DC chi bao nhiêu, cho phây chia cách điện như nào, cho VCC, GT rồi xong rồi cho SOC các thứ. Nhưng nói chung là chúng ta nhìn thấy là cái sự thay đổi rất nhiều. Đúng rồi. Và anh nhiều khi anh thấy là các hãng rất là, ở khía cạnh nào đó anh thấy là các hãng đang bày trò để môi tiền người tiêu dùng ấy. Tất nhiên là ví dụ như Intel người ta sẽ đặt ra đa một cái IC mới để tương theo cái đặc đà kỹ thuật. Đúng rồi. Thì của vi xử lý ấy, thì đương nhiên là bộ mạch chủ phải đi theo cái Intel. Thì đương nhiên là các nhà sản xuất bộ mạch chủ họ không thể quyết định hết toàn bộ được, phải tương theo hết mà. Thì cái câu chuyện là nóng mát rồi cách cái việc mà tối ưu rồi xong rồi cái việc ấy thì mình với Hưng vừa chia sẻ. Chúng ta chuyển sang một cái chủ đề gọi là về card đồ họa mới của AMD đây. RTX 4000, trong cái đại diện là 4090. Thì em cho anh một số thông tin về cái con card đồ họa này, so với dòng cũ này, mức độ ăn điện này, lý do vì sao mà các hãng lại phải thiết kế nó dày, nó to, nó nạc như thế. Dạ, rồi, ok. Thì đầu tiên thì như anh em biết là cái dòng 4090 nó sẽ không dùng cái cổng cấp nguồn ATX theo kiểu cũ nữa, mà nó sẽ dùng cổng cấp nguồn PCIe 5.0. Và khi mà anh em mua card á, thì hãng nó sẽ cho anh em thêm một cái cổng dây nối từ một cái đầu 12 pin đấy ra thành là 4 cái đầu 8 pin để cắm vào. Và về mức độ ăn điện thì nếu như anh em xem trên website của Nvidia thì họ công bố là mức độ ăn điện của con 4090 là 450W. Nhưng mà có một cái mà mình gọi là mình cũng tham khảo trên mạng và bản thân mình cũng đã được test rồi á, thì khi mà anh em cắm 3 dây 8 pin vào cái dây nối đấy và bật máy lên thì nó vẫn lên. Nhưng đến lúc đây thì cái con kèm màn hình đấy điện nó sẽ bị lóc lại 450W. Còn nếu như mà anh em cắm luôn cả 4 dây vào mà anh em không chỉnh gì cả thì nó vẫn là 450W thôi. Nhưng anh em để ý á, anh em bật cái phần mềm MSI Afterburner lên thì anh em sẽ thấy cái phần power limit nó cho anh em kéo thêm thành là 133%. Và đến lúc này thì cái con kèm màn hình nó sẽ ăn tối đa là 600W. Và thực tế là nó ăn 600W thật, vì em đã test rồi, có những cái nó ăn tầm 585W là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng cái vấn đề là gì? Nó cũng lại y như CPU. Ăn điện nhiều nhưng xung nhịp không tăng tí nào cả. Khi mà anh em chơi game hay là anh em stress test á, thì một cái con 4090 như cái bản của em được test là bản Founder Edition thì xung nhịp nó tầm 2.7 đến 2.8. Và đấy là một cái mức xung rất là cao nhé. Bởi vì nếu như mà anh em để ý á, thì cái mức xung nhịp gọi là cái ngưỡng của xung nhịp GPU nó đã được giữ từ đời GTX 10 series cho đến cái đời RTX 30 series là nó chỉ tầm 2GB trên 2GB thôi. Thì bây giờ nó chạy đến tầm 2GB8, đó là một cái mức rất là tốt rồi. Nhưng vấn đề là 2GB8 nó chỉ cần 450W thôi, và kéo lên 600W nhưng không tăng được xung nhịp thì nó không có ý nghĩa gì. Và con card anh em nó nóng hơn tầm 5-7 độ vậy đây. Thật ra là anh nghe câu chuyện là trước đây là các đối tác AIB của Nvidia cũng có nghe thông tin là các GPU mới sẽ là ăn 600W điện. Do đó họ thiết kế các sản phẩm của họ với mức độ heatsink rất to, rất to, nạc và dày và khủng. Nhưng mà sau này thì bản Founder Edition của Nvidia có 450W thôi.
Tức là em nhìn cái bản powder của Asin là vừa mát, vừa mỏng, vừa nhẹ hơn là bản các bản AIB. Dạ đúng. Thì như đội một số người ta gọi là gì nhỉ? Anh quên mất là chi cái gì là lộn cái bản. Đấy. Cái bản với NB đây bảo là sao lại để thiết kế như thế này, ok. Nhưng mà thực ra đây là cái câu chuyện của các nhà sản xuất mà mình cũng không biết được. Và về mặt hiệu năng thì như với những người mà đã cầm trên tay test thực tế đưa ra cách nhìn nhận định như em ấy, thì rõ ràng là chúng ta không cần quá nhiều cái bộ nguồn quá cao cấp. Yeah, vì anh riêng nói về cái về tiêu chuẩn của BCI gen 5 và cái bộ nguồn này thì là chúng ta có một cái buổi thoát sâu hoặc một clip khác nói là liệu cái nguồn nó cần như này này, vì mỗi cái sản phẩm ra thì đều có một cái đặc tả kỹ thuật của bất kỳ một cái hãng cầm đầu. Như Intel thì họ sẽ đưa ra cái tiêu chuẩn ATX 3.0, yeah, đúng không? Rồi ông NVIDIA ra sản phẩm thì đưa ra cái đặc tả kỹ thuật của cái sản phẩm GTX 4000 là như này kia, đúng không? Thì bộ nguồn này rồi kết hợp với ATX 3.0 hay cái gì đấy thì chúng ta sẽ có những cái mà nhà sản xuất họ đưa thông tin về kỹ thuật. Ví dụ như là 200W thì là tiêu như bao nhiêu, rồi cái đầu nguồn này cấp này thì nó sẽ cần như này. Đây. Và đặc biệt là chúng ta để ý là các cái đầu như em nói, cái đầu cấp nguồn mới ấy, hay đầu cấp nguồn cũ cũng đều có tuổi thọ. Chính xác. Nhà sản xuất đều nêu rất rõ 30-50 lần cắm chẳng hạn, cắm qua cắm lại nhiều tòe nòng chẳng hạn. Nó giảm đi cái mức, anh cái này có thật nhá, làm giảm đi cái mức độ tiếp xúc. Dạ đúng rồi. Có thể gây chập cháy, chuyện này là chuyện bình thường và gây giảm tuổi thọ. Và cho nên là cái câu chuyện là nhiều hãng sản xuất là khi lắp vào họ khuyến cáo họ không nên lắp qua tết lại nhiều. Và cái câu chuyện GTX 4090 ấy, hiệu năng thì như em thấy hiệu năng là nhiệt độ so với thế hệ cũ đi như nào? Thực sự là về hiệu năng của 4090 nó quá là khủng khiếp. Thực sự là nếu như bây giờ với một con 4090 và với những cái công nghệ mà của Nvidia họ trang bị tận răng, tức là DLSS ấy, thì cái giấc mơ gọi là gaming 8K nó đã thành hiện thực rồi. Anh em có thể chơi được game 8K, những cái tựa game AAA với một cái mức FPS rất là tốt. Nhưng mà bù lại thì đương nhiên rồi, cái số tiền anh em bỏ ra để đầu tư nó cũng rất nhiều, rất lớn. Như anh thấy thì cái chuyện như 3090 Ti ngày trước chơi 4K vẫn đuối. Đúng rồi. Thật sự là nếu mà high setting rồi các thứ ultra setting thì đương nhiên trong một số khung cảnh vẫn đuối đấy. Yeah. Nhưng mà 4090 làm cái điều đấy. À, nhưng mà cái câu chuyện là 4080 ra mắt rồi lại bất thình lình không ra mắt nữa. Cái bản 12GB. Thực ra cái câu chuyện mà sẽ có trong thực tế, thực nếu mà những bạn nào chơi máy tính tầm 2003-2004 đổ lên ấy, thì các bạn sẽ thấy những cái câu chuyện mà bình mới rượu cũ. Cái chuyện nhà sản xuất như Nvidia hay là AMD ấy, có những sản phẩm mà đặt tên rất là to, rất là oai, nhưng thực ra nó là phiên bản di nền từ cái thế hệ cũ. Đúng rồi. 4080 có thể là một cái con 3080 nào đó hoặc là 3080 Ti nào đó gì đem lại. Đấy. Thì cái chuyện câu chuyện là như thế này, nhưng mà người dùng bây giờ họ cũng thông minh hơn và họ hiểu biết hơn. Cho nên là khi mà cắm về sẽ test xem hiệu năng so với lại đời cũ như thế nào này, DLSS như thế nào này, xem cùng khung hình như thế nào, xem có trồi sụt ra sao. Cho nên là sau đó họ sẽ biết là khám phá. Giống như anh nói bây giờ là con 13700K nó khác gì con 12900K S bình minh được. Chắc khác gì. Điểm súng sung cao này, điểm số lên mà ăn điện. Em cứ để nếu mà để, tại sao mọi người để lót nặng ấy, 280W đúng không? Thì con 12900K S cũng khác gì đâu. Và điểm số nó hơn xíu. Đúng là 13900K là khác biệt nhá. Nhưng mà con 13600K với con 13700K là đám cũ được bình minh. Thật sự luôn là vậy. Đấy. Chúng ta có thể nói hết luôn. Tại vì là 13600K như anh test hôm trước nó tương tự với lại 12700K Epson Oncall lên 4.9 à, là 12700K á. Thì 13600K bây giờ Oncall đúng xung cao còn gì nữa. Cho nên không khác gì là ông Intel là ông binding, ông giả vờ ông tăng thêm eco, thực ra là cũng là cái trò binding thôi. Nhưng mà đối lại người dùng được lợi. Thật sự được lợi là hiệu năng chúng ta tăng và giá thành không đổi. Giá thành không đổi mình nói là lý do vì sao, tại vì mình so sánh cái thời điểm mà 12900K, 12700K, 12600K và thế hệ 13 ra mắt giá y như nhau. Xem nhau. Không có sự chênh lệch mấy ạ. Và thậm chí là đối với AMD ấy,
Anh thấy rút ra mắt còn rẻ hơn, 17900 cũng ít còn rẻ hơn so với lại 5950X. Và 5950X cái lúc mà nó mới ra là thậm chí có những cái chương trình phải gọi là mua lẻ CPU là phải cộng thêm 2-3 triệu vậy đấy. Đấy, rất là căng. Hồi hot. Thật sự luôn. Hồi hiệu năng hơn. Ông nào làm kiến trúc sư hoặc đồ họa thích cực kỳ muốn làm V-Ray với lại 3DS Max các thể loại mà mua 5950X về sướng lắm. Sướng lắm. Xèn đỏ bầm bầm. Kể cả bây giờ AMD cũng có thế mạnh trong V-Ray. Mặc dù Intel quảng cáo như này kia nhưng mà thực tế đem so sánh ấy. Khi mà ví dụ như bên anh có một cô em bên Cầu Long bên 3D thì test thì để mặc định. Thì để mặc định thì làm sao điểm số AMD nó cao được. Chúng ta phải tuning BPO lên điểm nó lên cao thì lúc đó chúng ta mới so sánh với Intel được. Vì Intel khi hôm trước anh có biết là gì, em test như thế là chưa chuẩn. Tại vì sao? Em mở power limit cho bên Intel nhưng em lại để cho AMD giới hạn giá trị BBT ở 170W chẳng hạn, nó sẽ không đúng chính xác. Nhờ đó khi đấy em cần mở hết toàn bộ ra giới hạn câu chuyện thì câu chuyện nó sẽ rất là khác. Và nói chung là cái câu chuyện ngày hôm nay của mình cái Hưng về người ta gọi là xám xí về câu chuyện công nghệ liên quan đến AMD, Intel, Nvidia. Và vừa rồi là mình với Hưng cũng đưa ra cho mọi người một cái toàn cảnh về những thông số, thông tin để cho mọi người biết được cái lựa chọn. Sắp tới thì cũng sẽ có những cái bài review chuyên sâu thế hệ 6 bộ mạch chủ chạy với 7900X, B650E chẳng hạn. Đấy. Bộ mạch chủ nào ngon nhất? Ngon nhất ở đây là gì? Ngon nhất là chạy VRM tốt hay không? Hiệu năng thực tế trông như nào? Và cái hiệu quả BPO, nhưng mà đấy là phải làm CD dài kỳ. Mà ngay cả hardware unbox hay các thứ ấy, họ cũng chỉ làm về mặt hiệu năng các thứ vì tốn thời gian. Vâng. Cho nên sắp tới có khi mình sẽ làm hoặc là live stream luôn trực tiếp là test hiệu năng, tức là theo một ngày ấy, sẽ live stream là test hiệu năng của bộ mạch chủ này xong rồi tổng hợp lại 7 ngày thành 7 bộ mạch chủ. Rất là hay hơn. Dạ vâng, đúng test. Rồi. Đây, cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi talk show của mình là Hưng BL420. Rất mong các bạn đón chờ những cái clip mà trên kênh An Phát cũng như là Amtech Studio. Vì mình sẽ đưa ra những thông tin mà chính xác, phù hợp nhất. Ngoài ra thì sắp tới An Phát có một cái buổi workshop Intel G13 tối ưu hóa tiềm năng Intel G13 tại ngày 13 tháng 11 tại Hồ Chí Minh City. Thì mình sẽ hé lộ và đưa ra các thông tin về khách mời cũng như là cái việc mở cửa là sẽ mở cửa tự do các bạn yêu thích công nghệ đích. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái hệ thống thực tế để trình diễn và có những cái lời chia sẻ thực tế từ các chuyên gia. Và ngoài ra thì còn rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các bạn đến tham dự. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cho các chương trình sau.